đeo bên tai vòng cổ, tất cả anh em bỏ hết ra nhá. Đó. Về một sự nghiệp là anh em không quào cổ nhau. Tùng ơi, kéo tất cả anh em ơi. Mọi người đang thắc mắc ai là bình luận viên đúng không? Xin mời MC đây. Mời bà Si ạ. Hỗ trợ trọng tài biên với ạ. Đâu đâu như ra rồi sao ấy. Vâng, xin mời FC mời bác sĩ cho một người ra hỗ trợ trọng tài biên bên New Home ấy ở Cư Đạo Hoa đi ạ. Vâng, không thèm nghe luôn. Vâng, và bên sân khán đài B là trận đấu đỉnh điểm ngày hôm nay giữa Cư Đạo Hoa và New Home. Vâng, New Home là một tập đoàn group mới phát triển trong ngành thị trường địa ốc. Và Cư Đạo Hoa là tuyển những tuyển thủ của súng mở đâu anh? Chặt tan hết rồi. Đang cố ý cố gắng lắng nghe xem nói cái gì. Tiến ơi, vâng, trận đấu đã bắt đầu rồi. Ôi, nối vào sân mà các cầu thủ đã cảm giác rất chi là nóng rồi. Mà dù trời đang rất lạnh, chúng ta cần phải giữ lại những cái đầu lạnh. Trong bóng đá thì có những cái đúng và cái sai, và tất cả là phải nghe trọng tài, dù bắt đúng hay là bắt sai. Vâng, xin mời mời bác sĩ cho hai bạn sang bắt biên đi ạ. Long ơi bảo hai bạn sang bắt biên bên này này. Cung bảng không đợi em ơi. Ê Sơn nó bắt rồi, đây, vâng đã có rồi. Đá rút quát lên anh Dương. Từ từ. Bao. Đây là phải ảo lên kia, bắt bên này. Trọng tài tổng tổ chức dừng bóng đi ạ. Ở bên đội kia cho anh Hải. Cái này là tôi không biết. Thanh Trường ơi, cái này là tôi không biết rồi. Vâng, xin lỗi anh em. Tôi cũng chỉ là một bình luận viên nhỏ nhoi thôi. Một hạt cát trong một sa mạc thôi. Vâng. Đúng rồi. Vâng, đã có một số lần nhầm nhé. Mong các đội về thông cảm. Đây chỉ là giải làng quê ao làng thôi, không phải là giải quốc tế gì cả. Đó. Vâng, trận đấu đang bị gián loạn chút ạ. Cái này là do sơ suất bên trọng tài. Nói chung là xin lỗi tất cả toàn thể 500 anh em ở đây. Mặc dù là quân số thì có thể chưa đến. Anh em cứ bình tĩnh, anh em cứ bình tĩnh. Đâu còn có đó. Ở bên này thì chó phải có móng tôm mới giềng cơ mà. Chuẩn bị vào bóng lại đi ạ. Không có gì cả. Đừng có nói là trọng tài nào không quan trọng, tài nào cũng quan trọng. Đúng rồi. Đó, trọng tài là cha là mẹ. Đó. Thằng mất dậy. Vâng, và quay trở lại với trận đấu giữa và Mai Văn Sinh. Vâng, gió đã nổi lên rồi. Gió nổi lên đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ tốn rất nhiều thể lực. Vâng, tôi đã nhìn thấy số 7 của hai bên đang đá gần cạnh nhau. Những quyết tâm tôi nghe được từ sân khách. Biên rồi. Ra sân trong trận đấu này, các cầu thủ Neto Ama mặc áo sọc trắng đỏ, quần đỏ và đi tất đa năng. Giày thì chất niên rồi, đa năng rồi. Tất trắng anh ơi. Trắng hết, đồng tất bộ trắng này. À? Tất trắng à. Bỏ đen ơi, bỏ đen ơi. Che tổng tài. Tôi không nhìn rõ. Vâng, anh em thông cảm đi.
Mai Basi là một đội bóng. À không phải, đó là tôi nhầm sang Mai Basi. Mai Basi tôi biết nhiều hơn. Canto là một đội bóng có lẽ là mới thành nhập. Hôm nay đá sân 9 người, các anh đi đúng đủ 9 người. Không thừa người nào cả. Chứng tỏ tôi thấy là... Một pha bóng không tưởng. Từ trên trời rơi xuống lá vàng rơi. Các anh lại lập siêu phẩm rồi. Vâng. Vâng, và người ghi bàn vừa rồi là số 6 bên Rito Amai. Số 7 anh ơi, số 7. Số 7 à? Số 7. Nhầm rồi. Tôi vừa mới nhắc số 7 xong. Số 7 là hiện thân của Ronaldo. Chắc đến Ronaldo thì ai cũng biết rồi. Anh đá như nào rồi? Ai trả lương đá đâu. Thì anh trả ngán gì ai cả. Không biết ai trả lương cho ông bình luận viên này. Số 7 của bên Canto, anh cũng rất nỗ lực trong lấy bóng. Vâng, và tôi yêu cầu mỗi bên cửa ra một người đi lấy bóng đi ạ. Tránh cho mất thời gian và anh em phải chờ lâu. Có thể là dẫn đến những pha va chạm nó không cần thiết. Đó. Vâng, và FC Canto không có ai cả thì nói chung là đối thủ thì nên cho hai người. Anh em nương tựa nhau mà sống thôi. Vâng, có bóng rồi, số 8. Không qua được trung vệ. Số 3, ngày xưa tôi nhớ đội tuyển bóng đi anh ơi. Bóng đi anh em ơi. Ngày xưa tôi nhớ số 3 là đá cho gì nhỉ? Trung Nam của Hàn Quốc à? Rồi đó, chính là kêu là hỗ trợ lượng bóng rồi. Ra rồi. Ok. Vâng, bên sân bay vào không? Vào rồi à? Vâng, cầu thủ ghi bàn là cầu thủ một tuyển thủ gốc Nhật. Không phải. Tuyển thủ gốc Nhật, anh có cuộc sống ở Việt Nam trong một thời gian dài. Vâng, và anh đã đầu quân cho Urawa. Vâng, và quay trở lại với trận đấu giữa Tetsubama và Kanto. Tôi thì tôi hay bình luận những trận đấu là AOE. Vâng, số 9. Ôi giời ơi. Thôi, xong rồi, chưa xong. Không, chưa được, vẫn chưa vào. Thủ môn của tôi gọi là Canto. Rất chi là hùng mạnh. Giống như Trương Phi đó vậy. Kèo này kèo sang cho son rồi. Vâng, và kèo này tôi ví như kiểu là kèo sang và cho son vậy. Đó. Các anh phải nhớ là sang và cho son. Các anh thử biết là cho son thì đánh chém một đâu là sang là đánh là đa dạng rồi. Kèo này chắc các anh phải chấp dân thôi. Đó là chấp người. Và đồng nghĩa là phải có thẻ đỏ. Sang cho son đép một dân. Vâng. Và nếu như tôi đánh giá này là Canto sẽ có một chút bất lợi hơn. Vì lực lượng của Canto tham gia giải lần này là chỉ có đủ 9 người. Và chưa thấy một người nào mà gọi là thay người cả. Rất chi là bất lợi cho thể lực. Nếu các anh không thể lực tốt thì cuộc đua đến chức vô địch của các anh chỉ là vòng bảng mà thôi. Đó là tôi nói trên lý thuyết. Còn thực hành thì có thể là các bạn sẽ cố gắng hơn nhiều. Vâng. Biên cho tôi cắm tôi. Vâng, một kèo này thì nếu như theo tôi biết thì có thể là một ăn 0.8 thôi. Chứ một không ăn được một tịt được. Cờ bạc và lô đề. Sối rồi. Vâng. Phạt, đá phạt cho Canto. Liệu có làm nên trò chống được không? Phá bóng tốt đến từ hậu vệ số 5. Mặc dù tôi không biết tên anh nhưng có thể là anh là một trung vệ tốt. Với em 10 hoặc 15 phút thoại. Vâng. Huấn luyện viên bên gọi là Rito Ama đã có những chỉ định nhất định. 10 đến 15 phút nữa gọi anh. Anh bận, anh đi có việc. Chưa chắc anh về. Và các cầu thủ ở bên các cổ động viên ở bên Canto hãy cổ động mạnh lên cho
đội mình đi ạ, để đội mình lấy tinh thần hơn. Anh em cố lên. Cổ động viên Canto á. Gấp rồi, pha bóng luống cuống của bên thủ môn bên phía Vietnam. Kiểu treo võng. Vâng, theo như tôi đã biết là thủ môn bên Vietnam đã từng là thủ môn của gọi là Katoko Khánh Hòa, nhưng anh đã giải nghệ sang bên này du học để vì gọi là cuộc sống gia đình. Cái đó là tôi đang nghe. Vâng, pha một pha gọi là từ từ em ơi, đợi mình lên đã. Anh em để cho anh em thở đi. Pha bóng lên. Anh em thở đi, anh em vẫn đang thở thôi. Anh em không thở thì anh em không thể chạy được rồi. Vâng, thủ môn bên phía Canto rất là ngẫu hứng. Anh buộc biếm tóc lên trông như một thiếu nữ vậy, nhưng vô cùng dũng mãnh trong những pha ra vào. Điều đó nhắc tôi đến một thủ môn bên phía Cameroon. Anh để tóc dài và anh cũng buộc biếm tóc lên. Quan tâm đến cả Nam Mỹ, châu Phi. Nhưng anh cao to hơn. Có thể là chúng tôi đã lại chuyển sang bên sân B một chút này. Có vẻ sân B là trận đấu diễn ra nó cả căng hơn. Vâng, cùng trở lại với Miu Ho và Urawa. Ban căng rồi. Urawa đang chiếm ưu thế với tỷ số là 1-0. Vâng, tiền đạo bên phía Urawa rất cao to. Anh cao 1m90 và mặt nặng 77 cân. Rất tiêu chuẩn. Vâng, nếu mà tôi đi đăng ký là gọi là huấn luyện viên của tôi là nặng tôi là tôi 80 cân. Nhưng mà tôi chỉ nặng có 71 cân thôi. Như thế là quá lố rồi. Vâng, có bóng. Cầu thủ số 6 rất tốt. Vâng, và có thể là bạn ông bạn đồng nghiệp của tôi trước bình luận trận trước là bên phía các cầu thủ Urawa chúng ta nhớ đến là Pepe. Pepe gọi là Cannavaro. Vâng, rất dũng mãnh. Tốc độ rồi. Chọn bóng. Chọn bóng, chọn bóng. Chọn bóng, không lỗi. Rất cứng. Trong bóng đá thì những pha lỗi có thể là gây ra đến một bàn thắng. Những pha xử lý sai của trọng tài có thể gây lên tội lỗi là một bàn thắng cho các bạn dẫn bàn. Rồi, trọng tài cho lại bóng, trọng tài cho lại thế. Anh em cứ bình tĩnh. Tôi đang nghe thấy anh ta tên là Đạt. Tôi liên tưởng đến Đạt Còi. Gọi là tiền đạo ở bên Flash game này, Flash. Tưởng Đạt rapper kia chứ. Vâng, bóng rồi. Rồi, rứt. Rồi. Các cầu thủ bên số 2 ở bên New Home rất cao to. Anh là một mẫu tiền vệ trung tâm lý tưởng của mọi đội bóng. Rồi, nguy hiểm, Urawa, làm lên cho chống đi không? Vâng, nếu mà là như tôi thì tôi thấy là quả đấy liệt vị là 100%. Đó là bình luận thôi. Ở đâu đừng anh em là ném đá tôi cả. Tôi chỉ là một ông bình luận thôi, chứ không phải là có cái gì cả. Một trận đấu không có những là bình luận ngôn ngữ và ngây thơ thì không thể nào trận đấu hay được. Vâng, cầu thủ có rất hay. Vâng, tiền bóng xịt thôi. Rất hay. Liệu anh có qua được Cannavaro không? Qua Cannavaro rồi. Qua được Cannavaro nhưng tố chất PP ở trong số 12 vẫn còn đó. PP thì các bạn biết rồi, anh đốn cả thế giới.
không bao giờ lại cả. Đó. Kèm sát đi. Nhưng Tử Ngư gọi là rất là nhạy cảm. Kèm sát đi đối phương vào. Anh bình luận đi anh. Các bạn đá bóng thôi, cũng chỉ là một niềm đam mê thôi. Ôi. Có phát trực tiếp không? Không. Phát trực tiếp là mẹ em đấy. Đã là đam mê thì anh em tránh những pha va chạm để còn hướng tới công việc của ngày mai. Đỡ quá, đấy. Ui. Ngày mai là thứ hai rồi. Mất một ngày làm, mất một ngày lương. Ai hiểu đến cuộc sống của anh em. Đó cho nên là vui thì vui, đừng vui quá. Đó. Đó. Một pha la phạt cho Urawa. Hiện tại Urawa đang rất là thế là 1-0. Và các anh có quyền chơi chậm. Các anh có quyền là chuyển bóng về nhà để chuyển đi trở lại cái thủ môn. Cứ chuyển đi trở lại cái thủ môn. Đó là tính chất câu giờ. Không. Sút luôn. Tôi thấp nhưng mà tôi sẽ bay qua cả khả năng. Cho nên tình bóng vừa rồi không gây nguy hiểm cho của môn binh như khoảng 5 phút này. Vâng. Và 6 phút nữa công bố là hôm nay ngoài những huy chương vàng và cúp thì nhà đại trợ gọi là bên tôi vừa nhìn thấy là Okuyama sẽ tặng $8,000 cho đội nào vô địch giải ngày hôm nay. 8.000 đô la thì sẽ được ký bằng xét. Anh em sẽ được ký bằng xét thôi. Rồi, rất tốc độ, rất khỏe. Rất khỏe. Vâng, tranh chấp rồi. Quá căng, quá hay. Vâng, cầu thủ số 16. Tôi biết đây, anh là khác nhé. Tuy anh nhỏ con, nhưng anh không có gì Messi cả. Một Messi của Việt Nam. Anh đã từng đá cho câu lạc bộ Hà Nội TNT và từng là đồng đội của tôi tại câu lạc bộ không đừng không phải là bằng ghế thư vị gọi là thay người thôi ra sân từ bằng ghế thay người. Vâng, cổ động viên hai bên hãy cổ vũ cho anh em đi ạ. Tôi thấy các anh đứng ở ngoài các anh cứ run, anh run cái gì trong khi đó các anh không cổ vũ cho đồng đội đi. Các anh hô to lên là sẽ nóng thêm động lực cho anh em đá thôi. Vâng, tôi thấy bên Urawa rất đông. Còn đâu bên New Home thì tôi thấy là ba anh đang ôm nhau. Vậy là lực lượng là chỉ có vậy thôi. Không còn rồi. Hết sức rồi. Có thể là cân cả thế giới, không cần người, chỉ cần chất lượng. Rồi, rất tốc độ. Rồi. Đấm bóng rồi. Động tác muộn của tiền đạo trẻ. Năm nay anh với anh rất trẻ. Năm nay anh mới 25 tuổi, 26 tuổi thôi. Nhưng mà chúng tôi nhìn anh rất già dặn. Chưa, trọng tài bảo chưa. Nhưng anh kêu luật rồi. Thì chúng tôi cũng... Quá hay. Thủ môn quá hay. Rồi, anh em cứ bình tĩnh, giữ cái đầu lạnh. Cầu thủ viên đứng xuống đi. Để tôi làm đội đá một cách vô tư đi. Sai thì mình làm lại, vào thì mình lại làm lại mà thôi. Không có gì cả. Cùng tạm hoãn khán đài B và chuyển sang khán đài A nơi các cầu thủ Kanto FC gặp Nitto Hama. Vâng, và tỷ số bây giờ cũng đang là 1-0 nghiêng về các chàng trai trẻ của Nitto Hama. Và đá phạt có thể là gây lên một bàn thắng và người phạm lỗi cũng phải là tội đâu, có thể là bỏ bàn qua rồi. Vâng. Hàng rào tôi thấy là như các anh nói thôi, gần nhưng mà thôi. Không sao, trọng tài bảo được là được. Mà trọng tài bảo là không được là không được. Đó. Rất hay. Hay quá.
Rồi, sắp hết giờ rồi. Sắp hết giờ rồi. Các anh không phải lâu. Ông chỉ cần khởi động chạy 5 vòng này thôi. Vâng. Vâng. Bên phía Little Mama chỉ có sự thay đổi người và chỉ chờ bóng chết vào thôi. Cầu thủ số 26. Tên là gì nhỉ? Tên Dũng à? Dũng à? Vâng. Có tay. Dũng. Chúng ta nhớ đến là Bùi Tiến Dũng. Đúng rồi. Không, Bùi Tiến Dũng thôi. Anh đá ở vị trí gọi là phía dưới chắc chắn rồi. Vâng, và anh kéo cao tắt lên. Rất chi là có. Chạy đi kìa, chạy đi kìa, còn chạy ra. Nhớ kiểm tra tắt này. Dũng nhả đất thấp quá. Kéo tắt cao lên, nhả đất ở vào sân. Các anh phải nên nhớ là đá cái này rất chi là dễ gây chấn thương. Đây là không phải là một sân cỏ nhân tạo, đây là sân cỏ tự nhiên. Cho nên là tỷ lệ gây sát thương nó là rất chi là lớn. Vâng. Nhìn này, nhìn người này. Dũng chạy. Cầu thủ số 10 Dũng. Vâng, có thể nói là tôi biết anh Dũng này. Anh Dũng này là quê tôi. Anh Dũng này là quê ở Hưng Yên, nhà tôi. Vâng. Chúng ta từng sát cánh vào nhau trong Sakura FC. Nhưng mà vì mưu sinh, anh đã cần sinh hoạt rồi. Đổi người đấy anh em ơi. Đổi người. Vâng. Huy rồi. Huy đã vào sân là khả năng tì đẻ của anh là mọi người đã biết rồi. Anh cao 1m71 và anh nặng 93 cân. Một con số có thể nói lên tất cả rồi. Huy. Cảm giác là anh có thể cưng cả thế giới. Vâng, giống kiểu là chim sẻ vậy. Chim sẻ cầm tuyển vậy. Toro. Vâng, chim sẻ mà cầm cung tuyển thì còn một cưng cả sen lộng thôi. Vâng, nếu mà trong Liên Quân Mobile thì chúng ta nhắc đến gọi là Toro. Toro, vâng, một vị thần gọi là thần châu. Vâng, nói có vẻ là vui vui thôi. Anh đừng sợ đấy. Khả năng cán lướt của anh Huy đó là khả năng là trời cho. Rồi thì cái thằng này nó sút. Sút sai. Đấy. Mạnh rõ ràng rồi. Không sao. Vâng. Tôi không dám xem những quả như này. Bởi vì như quả như này để tôi mà sút thì chỉ một dòng thôi. Này cái đẹp ở góc cao sút là kiểu gì không vào. Hay lắm. Cái béo à. Ok á. Ui giời ơi, tưởng Huy béo cái bàn của đấy. Vâng, vâng sao? Toro, vâng, chúng ta cùng nhắc đến Toro. Anh vừa mới vào sân tối hôm nay sau về thôi. Vâng, anh dùng đấy, anh nghĩ to mà các anh nghĩ là anh ấy chậm chạp. Một pha sút phạt thần sầu. Vâng, Trung Phong, Trung Phong lạnh lùng. Anh không cười, bảo là tôi sẽ còn phải ghi nữa thôi. Các anh cứ chờ đấy. Toro mà lên phun gọi là không phun đam thì anh yếu quá. Anh lên phun thủ. Đó. Mặc dù AD ở bên bạn bắn tên anh Huy chỉ là nhất mà thôi. Rồi, tỷ số đã là 2-0 rồi. Chúng ta sẽ chuẩn bị trở lại khán đài B để thế rồi. Lạnh rồi, các cầu thủ áo mặc của nó lạnh rồi.